thằng mà gọi là nó nên nè, cầm cái dao ha, bây giờ tôi cầm dao, đây là cái kệ, tôi chém dao nè, nè chém ngang này, thấy không, đứt qua nè. Chém tầng thứ hai nè, thấy không, rồi loay mũi dao chém tầng thứ ba nè, thấy không, rồi tôi quay mũi dao nè, nè thấy không, nè để lại là từ từ đầu nha, này chém qua nè, chém lại nè, chém xuống nè. Bây giờ cái sóng dao trở về, sóng cái sóng dao thôi, thấy không? Trở về cái lưỡi nằm đây này, chém chém chém, giờ cái sóng dao chém bằng sóng dao, chém ngược chém ngược chém ngược, đó là chém chiều bên này qua, bây giờ đảo lại cái chiều bên kia là bên này chém qua này. Chém chém chém, cái sóng dao đi ngược, sóng dao đi ngược, sóng dao ngược trở về đó, vậy rồi mình cứ làm vậy ha, thì cái cột sống bán nó sẽ vậy nè, hết cứng hết đau lưng, nó giãn từ dưới lên trên, cái đó là ngồi, nữa đứng lên là chém dưới đất, thì mấy ông thầy chùa nó giấu nghề, nó không phải quét này, nó không quét trên này nữa, tại vì nó có nhiều cái kệ trên mấy cái nhà chùa, nó có nhiều, cái tường đó lên nhà, lên nhà nó quét hết. Nhưng cái bí mật là gì, nó làm cột sống cái người nó cứ vậy thôi, hết bệnh khỏe lắm, mấy ông già 90 tuổi luôn chỉ thì quét lá đa, cái bài gọi là quét lá đa, đó là thêm cái bài đó, bắt rảnh ngồi bắt lấy cái cây bắt cái quơ vậy thôi.